Nhật báo Vedomosti của Nga ngày 30 tháng 6 dẫn lời ông Andrei Katapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga cho biết, những binh sĩ quyết định đi theo nhóm bán quân sự Wagner sẽ không được triển khai tới Ukraine để chiến đấu. Ông Andrei Katapolov cho biết, tổ chức nào không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga sẽ không được tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, bởi khi tham gia chiến dịch quân sự, họ phải hoàn thành nhiệm vụ do Bộ Chỉ huy quân sự đặt ra và nguồn nhân lực phải do Bộ Quốc phòng cung cấp. Song quan chức này cho biết, các binh sĩ Wagner có thể đăng ký chiến đấu tại Ukraine sau khi họ tham gia các trại huấn luyện. Họ sẽ được gửi đến các trại huấn luyện trong vài tuần để rèn luyện, và sau đó họ sẽ có một số lựa chọn, hoặc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, hoặc về nước và ký hợp đồng với một cơ quan an ninh khác, ông Andrei Katapolov lưu ý. Lực lượng Wagner từng có thời gian phối hợp với quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, căng thẳng dần tăng lên khi người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, từ chối yêu cầu ký hợp đồng phục vụ với Bộ Quốc phòng Nga. Căng thẳng đã leo thang đến đỉnh điểm khi Wagner tiến hành cuộc nổi loạn hồi cuối tuần trước.